Xin chào hơn 1.000 khán giả của tôi ở trên YouTube nha. Các bạn có biết gì không? Cái thông tin này thì cũng lâu lắm rồi, được mấy ngày rồi, cũ gích rồi các bạn ơi. Nhưng mà hôm nay mình sẽ làm một cái clip. Đó là các bạn biết cái gì không? Mình sẽ ăn mừng sự kiện Sơn Tùng được hơn 40 triệu lượt view. Và trong đó mình cũng là một Sky chuyên cày view cho sếp Tùng ha. Cho sếp ha, một Sky già ha. Đây. Đây nè, các bạn thấy gì chưa? Đó. Thấy gì chưa? Hãy trao cho anh Sơn Tùng MTB nha. Đây nữa nè. Đây nữa nè. Đó. Rồi ha. Đây nữa nè. Thấy gì chưa? Rồi ok. Giờ trên đây nữa nè. Các bạn thấy gì chưa? Bạn thấy gì chưa? Để ăn mừng cái sự kiện 41 triệu, hơn 40 triệu lượt xem của sếp ha. Mình vừa đi 30 size về, mình hớt được cái mái tóc có đẹp không các bạn? Mình hớt cái mái tóc để ăn mừng sự kiện. Sẵn đó là mình cũng tự làm đẹp cho chính mình luôn. Ok. Đăng lực chưa anh? Em đăng lực. Nhưng mà khi em làm cái clip về làm đẹp rồi chứ không có gì hết. À, không có ý gì xấu hết. Em qua đây giúp em. Ok. Mà giúp vui rồi đúng không anh? Trong 170. Tên gì anh? Dạ, tên Cường. Tôi ghế đợi anh nha. Uống vô nếp nữa ha. Dấu ấn rồng thiên, cái đại tướng Hanola bị băng trên đầu để mà làm nâng cấp lên thành một siêu ma mới. Mình cũng đang nâng cấp trở thành một siêu ma. Hiện tại mình đi về hết tóc về rồi ha.
Thì mình ghé qua mình mua Nguyễn Trãi, mình mua được một cái áo luôn. Mình muốn thay đổi phong cách theo phong cách trẻ trâu. Đã là fan của sếp thì phải trẻ trâu đúng không các bạn? Ok, bây giờ khỏi nói nhiều nữa, mình diện cho các bạn coi luôn. Nè, cái nón cũng trẻ trâu luôn nè các bạn. Diện luôn ha. Dục mày qua bên mày. Rồi, ok, trẻ dài, giọng thùng thình luôn ha. Ok. Đó. Trời ơi, đó. Ta nói không có người, không có người phụ, à lộn. Không có người đàn ông nào xấu, chỉ có người đàn ông xấu vải lục, à không biết làm đẹp. Ok, mình đẹp thì mình có quyền đúng không? Rồi, ok, video của mình xin được kết thúc tại đây. Nếu các bạn thấy hay hãy like, subscribe, chia sẻ cho kênh YouTube của mình. Bye bye.